28 năm xây dựng và phát triển, song hành cùng những nỗ lực và lòng cống hiến, không ngừng sáng tạo và đổi mới, Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex đã vươn mình lớn mạnh, ngày càng khẳng định uy tín, thương hiệu trong các lĩnh vực hoạt động chính, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Sự có mặt của Vinaconex trên cương vị nhà thầu, tổng thầu xây lắp, chủ đầu tư tại các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và nhiều công trình lớn được thực hiện thông qua đấu thầu quốc tế là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực vượt bậc của Vinaconex trong suốt gần 3 thập kỷ qua. Năm 2016, Vinaconex ghi dấu ấn bởi nhiều dự án trọng điểm, trong đó có dự án khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa, dự án đầu tư xây dựng tòa chung cư 2B Vinata Towers, dự án phát triển hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đây là dự án thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư trong và ngoài nước, là tiền đề để phát triển Hòa Lạc thành một khu đô thị thông minh, chuyên về nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo, chuyển giao khoa học công nghệ. Với nguồn nhân lực chất lượng cao, tài chính lành mạnh, sở hữu nhiều bí quyết công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex đã phát triển nhanh chóng về quy mô và trở thành một trong những đơn vị tiên phong của cả nước, tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo các chương trình hành động của chính phủ, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của đất nước. Nhân dịp năm mới, năm Đinh Dậu, tôi xin thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty và cán bộ công nhân viên Vinaconex xin gửi lời chào xuân mới, chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp, doanh nhân trong toàn quốc. Một năm Đinh Dậu, mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Xin chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe. Xin cảm ơn.